Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jibo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Này, bên Jibo Tuấn Nguyễn mới về cặp Jibo. Mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em nha. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về chơi lấy lửa đầu năm, hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè thì cứ alo trực tiếp mình nha anh em. Nay về bên phải là em Jeepo đồng khắc chìm logo của lực lượng tuần duyên Mỹ nha anh em. Lực lượng tuần duyên Mỹ ha, logo của lực lượng Costa chuyên đi bảo vệ tuần duyên các vùng biển của nước Mỹ cũng như là các vùng biển đông trên toàn thế giới nha anh em. United States Costa với cái logo rất là tinh tế luôn anh em. Dòng Jeepo đồng đáy bằng nha anh em. Còn bên trái là một biểu tượng khác của nước Mỹ luôn, đó là nữ thần tự do Liberty. Rất là quen thuộc anh em. Biểu tượng cao quý của thành phố New York và nước Mỹ luôn. Liberty, nữ thần tự do. Dòng chrome trắng đít lõm ha. Hai em nó hàng chính hãng Jeepo Mỹ, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ ha. Mới về mình show tới anh em luôn, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Thì số điện thoại mình để lên tiêu đề clip nha anh em. 0909 828 779 ha. Anh em nào rước hai em nó cứ alo trực tiếp mình. Giờ mình xin trên tay chi tiết trước với anh em nha. Đây là em đồng anh em. Logo của lực lượng tuần duyên Mỹ United States Coast Guard ha. Khắc chìm mặt trước mặt sau luôn ha anh em, hai mặt luôn. Em nói đấy bằng nha anh em. Dòng đồng rất là quen thuộc ha anh em. Sang trọng bóng bẫy khi anh em trên tay. Anh em cứ về chế xăng xịn vô là dùng thôi, xăng chính hãng vô là anh em xài. Giữ xăng lâu nha anh em, 10 tới 12 ngày ha, trên chục ngày. Rất là bền bỉ, nhảy lửa. Em Jeepo đồng này rất là ngầu đó anh em. Logo lực lượng tuần duyên Mỹ ha. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó, anh em vô trang Facebook mình. Đường link mình để vô mô tả ha. Anh em cứ nhấp vô xem. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi. Dòng Jeepo đồng đít bằng nha anh em. Sang trọng bóng bẫy ha. Còn đây là em chrome trắng khắc chìm mà biểu tượng của nước Mỹ luôn, nữ thần tự do Liberty. Rất là tinh tế ha anh em. Bà đang giơ cái đuốc, phía bên phải là chữ Liberty. Mặt sau trơn bóng nha anh em. Em nó đấy lõm nha. Cũng hàng zin luôn nha anh em. Chưa hề đụng chạm gì tới hết. Hàng xịn thì độ hoàn thiện cao, chất lượng cao cấp. Bền bỉ chạy cối, chống chịu gió. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tiêu đề clip nha anh em. Hiện ra mô tả, mình có để giá các em nó cho anh em tham khảo đó anh em. Bên mình thì giao toàn quốc luôn. Anh em cứ alo là có hàng tới tay cho nhanh anh em chơi. Biểu tượng của nước Mỹ, nữ thần tự do, Liberty, rất là nổi tiếng rồi. Anh em cho mình xin một like clip nha. Và chưa đăng ký kênh, nhớ ấn nút đăng ký kênh Jeepo Tuấn Nguyễn nha anh em. Tiện lựa chọn Jeepo bên mình. Kết em nào cứ alo mình, giao toàn quốc luôn cho anh em chơi. Rồi đây là cặp Jeepo lực lượng tuần duyên Mỹ ha, và nữ thần tự do Liberty. Mã vạch chính hãng đầy đủ. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn nhiều sức khỏe, thịnh vượng, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi tạm biệt anh em.